Cô sẽ bắt đầu từ cái list view ha. Cô sẽ tạo một cái activity. Trong này cô sẽ thứ nhất là list view demo. Các bạn đừng đặt tên trùng với các cái class của có sẵn. Nhiều bạn đặt cái list view như này, nó không bỏ lỗi. Nhưng mà khi các bạn chạy á, các bạn gọi nó là hiểu cái list view này, không hiểu cái list view kia, thế thành ra nó lỗi. Các bạn đừng đặt tên trùng ha. Nếu cô đặt list view chẳng hạn, cô thêm chữ demo hoặc là activity vào đây, hoặc là thêm chữ demo, list view demo đấy, ví dụ như vậy đó, ví dụ như thế. Rồi bây giờ nói đến list view thì đương nhiên ta phải kéo một cái giao diện list view ra, đúng không ạ? Người ta sang cái giao diện nha, chờ nó còn build gray tí. Đây nó đang xin nè, không Android Studio có bản 4.1.1 rồi nè, hỏi mình có update không. Thôi chạy gì, code đã chứ. Rồi các bạn cái này nha, các bạn đổi linear layout cho nó dễ. Các bạn vào cái code, các bạn đổi cái này thành linear layout cho cô nhé. Bôi này nè, gõ linear thôi. Nhớ để orientation nè, vertical nè, đừng quên để cái này nhé. Ở đây các bạn để cho cô một cái list view để match parent chiều cao cũng là match parent luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Và đừng quên để cái ID. Ví dụ như list view cái này ta để cái này là bài 3. Đấy, đây là một cái list view. Hiện tại chưa có dữ liệu, chưa có gì hết. Bây giờ list là danh sách thì dữ liệu của nó cũng phải là danh sách. Thì giả sử cô đổ một cái danh sách bình thường thì danh sách ở đây cái list view của nó muốn đổ dữ liệu đương nhiên phải có adapter. Nếu là dữ liệu là chuỗi bình thường thì các bạn chỉ cần sử dụng cái array adapter là đủ, đúng không ạ? Thì các bạn tạo cho cô một cái array adapter ở đây. Đấy. Ví dụ như các bạn muốn để chuỗi thì ở đây các bạn để cho cô là string. Cái chữ T đó là viết tắt, đó là một cái generic các bạn. Nó là viết tắt của type, kiểu dữ liệu, hiểu không ạ? Đây là giả sử cô để string, cô đặt là adapter. Thì adapter nó có 3 đối số bằng new array adapter. Adapter nó có 3 đối số. Đối số thứ nhất là context. Context ở đây là ta lấy là list view demo activity.dict. Nó là context đúng không? Đúng không? List view .dict, đối số thứ nhất nó là context. Đối số thứ hai là cái layout, cái kiểu mà hiển thị của nó. Thì nếu hiển thị đơn giản ta thường là gõ tròn là Android này, chấm R này, chấm layout này, chấm ta dùng. Nếu mà sim cái này là cái loại đơn giản là simple list item đấy. Còn nếu spinner thì các bạn thường chọn cái là spinner item, hoặc là nếu spinner thì có là chọn simple drop down chẳng hạn, ví dụ vậy. Tức là các bạn chọn các cái layout để nó hiển thị, hiểu không? Đó. Đối số thứ ba là dữ liệu. Data. Dữ liệu. Dữ liệu này là nó phải là một cái danh sách. Hiện tại chưa có đúng không? Chưa có thì mình phải tạo ra. Thì dữ liệu ở đây á có thể là các bạn là một mảng. Có thể là một array list. Đúng không? Đó, tức là tổng một collection nào đó, miễn là nó là danh sách thôi.
Thì giả sử như cô tạo mảng đi ha. Tôi tạo mảng string nè các bạn. Cách tạo mảng string là mảng một chiều nè. Hai dấu mốc vuông. Tên mảng, tên data bằng. Mảng ở trong Java là dấu nháy, dấu mốc nhọn. Còn trong JavaScript á, thì mảng là dấu mốc vuông. Hiểu không ạ? Còn dấu mốc nhọn đấy là object. Trong JavaScript á, hơi khác một xíu, ngược ngược. Đấy, trong cái này là mảng. Thì mảng một chiều, ví dụ cô ghi là cam, quýt, mít, dừa chẳng hạn. Ví dụ vậy, mảng này là bốn phần tử. Mảng chuỗi, mảng string. Rồi đổ vào đây xong hết. Bây giờ vấn đề là ta phải đổ vào list view. Ta tạo được adapter rồi, có dữ liệu rồi, tạo được adapter rồi. Bây giờ ta phải nạp cái adapter này vào cái list view, thì bây giờ khai báo list view thôi. List view. List view. Nhớ tham chiếu nha. File view by đi nha. Đó. Vậy thôi đó các bạn, rất đơn giản. Và ta nạp nó vào list view.set adapter. Adapter là xong. Trời, cực kỳ đơn giản luôn đúng không? Đấy, đấy là đổ dữ liệu lên list view, đổ dữ liệu đơn giản nhất, đó là bài vỡ lòng, bài dễ nhất luôn đó. Đúng không? Có ai không hiểu chỗ này không? Quá dễ hiểu đúng không? Quá dễ. Chạy thử nhá. Phải chạy thử coi mới chịu, đúng không? Manifest đổi đi ha. Cho ông này ông chạy list view demo nha. Rồi run. Ai có điện thoại nhờ? Ai có điện thoại nhờ? Các bạn cứ nghe đi, ra ngoài nghe điện thoại đi. Ok chưa? Chạy coi nha. Ra cam quýt mít dừa rồi đúng không? Được chưa? Cái này là cái đơn giản nhất. Được chưa? Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn bài tiếp theo là custom đúng không? Clip view là bài 5. Bài 5. Bài 5 ha. À, bài 4. Bài 4 nào. Bây giờ muốn hiển thị cái giao diện kiểu như này là có cái hình. Đúng không ạ? Thì là không thể nào mà làm theo kiểu khi nãy được. Đúng không ạ? Làm phức tạp hơn. Thì các bạn thấy dữ liệu này. Mỗi cái item của nó, bình thường cái này là mỗi item chỉ có một chuỗi thôi. Đây, cái này là một item nhá. Mỗi item nó có một chuỗi. Bây giờ mỗi item nó cả chuỗi, cả hình, thậm chí có thể là cả số, tuổi hoặc ngày sinh gì đó đúng không? Đấy, cả chuỗi cả hình. Thì bây giờ muốn hiển thị cái này thì sao? Tức là bây giờ item của nó phức tạp rồi. Thì các bạn phải tạo một mỗi item đấy là một cái object. Đúng không? Bây giờ các bạn nhìn cấu trúc của item này nhá, hai anh này nhá. Thì mỗi item của nó có phải là bài 2 đúng không? Đây. Mỗi item của nó không phải là cái anh này nữa, mà item của nó sẽ là một cái object. Thì giả sử như cô tạo một cái object là public. Đây đi. Class.
là ví dụ như là person đi, bạn đấy là bạn đó, mình người đúng không? Person trong đấy là có hình, trong đấy là có hình, hình cô để lưu tên hình nha các bạn, lưu tên hình hoặc là ID của hình nhá, lưu tên hình ha, lưu tên hình à, lưu tên hình hoặc ID của hình. ID của hình là kiểu gì ạ? In chứ. ID ở trong row chấm tên hình, cái tên hình cái đấy trong row á, row á, nó là kiểu in chứ. Còn tên hình là kiểu kiểu chuỗi. Tên hình mà muốn lấy ra là phải ép kiểu nhá. Thế từ từ cái ép kiểu ta nói sau. Bây giờ tôi muốn demo cái này trước, cái này tôi để in nhá. Hình để in. À nghe là đúng không? Bây giờ tên nè, public string tên, rồi public in hình, được chưa? Bây giờ dữ liệu của ta là nó là một cái object chứ không phải là một cái chuỗi bình thường nữa, nên các bạn tạo để lưu trữ một là ta các bạn tạo mảng của các object này, hai là các bạn tạo một cái array list cũng được. Hiểu không ạ? Tạo mảng object được không? Được luôn. Ví dụ cô tạo mảng object string, đúng không? À quên, sorry, person chứ. Chưa? List, list person là anh bằng mảng này. Mỗi phần tử của nó sẽ là một object của new version. Biết cái này không nhỉ? Tôi truyền vào tôi chưa có ấy ạ. Tôi chưa có constructor. Tôi tạo constructor nha. Đối số của ta, đây là constructor nha. String tên int hình đít chấm tên bằng chưa? Cô truyền vào đây, cô truyền vào đây, ví dụ như là tên là ví dụ như là Kim Jong Sun, hình là r chấm drawable. Ủa có cái hình nào không ta? Đâu cho mấy hình này đại nhá, cho đỡ mấy cái hình này đi ha. Đó là tôi được một người, một phân tử, đây thêm một người thứ hai. Mảng nha, cái này là mảng. Đây là ví dụ như là Cương Giang nhá. Giờ ví dụ vậy. Không có C1 đâu. Đấy ví dụ như thế, được hai người. Các bạn nhìn nhá. Ở trên là ta khai báo cái mảng chuỗi, ở dưới là ta khai báo mảng, và mỗi phần tử của mảng là một cái person. Đồng ý không ạ? Có hiểu chỗ này không? Hỏi hỏi, em cứ hỏi đi. Hỏi thoải mái. Record xong hết giờ đó. Em về đi. Ê tôi tưởng ông hỏi tôi mừng á, mừng muốn chết luôn ông hỏi. Về đi con. Thấy thương không? Tập giảm cân nha con. Ôn nó cũng ảnh hưởng. Tập thể dục đi. Ôi mới thi tuổi đau lưng rồi, chết thật. Rồi tiếp nha. Dạy mà có ai hỏi bài thích lắm. Ông hỏi tôi tưởng ông hỏi bài. À có hay không có không quan trọng. Nó không ảnh hưởng đâu, nó không có lỗi nha. Cái này không có lỗi. Hiểu chưa? Rồi tiếp. Giả sử có hai phân tử, hoặc các bạn có thể khai báo array list như này nè, hoặc các bạn có thể khai báo như này nha.
Aurelius cái này là để potion. Đồng ý chưa? Đấy là cách khai bảo thứ hai. Chưa? Potion. Về danh sách đi. Gắn bằng new Aurelius. Xong các bạn add từng phân tử vào. Cái này thì các bạn muốn mà để đổ dữ liệu vào thì các bạn add từng phân tử vào. Danh sách chấm add. Copy ông này vô thôi. Đây là một phần tử, một object của nó này. Ta được một phần tử, đúng không? Thêm cái nữa là được hai phần tử. Cô nói các bạn đây là hai cách nha. Hai cách để khai báo dữ liệu. Dữ liệu đâu các bạn dùng mảng. Cái này dùng mảng, các person. Cái này dùng Aurelius, cái này được gọi là collection nha các bạn. Đây cái này dùng Aurelius nè. Các bạn thấy quen dùng Aurelius đúng không? Tại vì nhiều người đều mua Aurelius. Được chưa? Ta dùng cách nào cũng được. Ok chưa? Dùng cách nào cũng được. Ok. Nếu các bạn dùng cái này thì trên này khỏi dùng. Tức là dùng giống nhau nha. Hai biến này bây giờ nó là danh sách cả hai. Hai phần tử. Cái trên là mảng hai phần tử, ở dưới là một cái collection gồm hai phần tử. Ok chưa? Rồi, bây giờ dữ liệu nạp vào cái anh này. Bây giờ adapter thì không thể nào mà truyền anh này vào được. Không thể nào dùng cái simple này được. Mà ta phải viết lại adapter. Tại vì dữ liệu đã thay đổi rồi. Ok. Không thể nào dùng dữ liệu này mà phải dùng cái dữ liệu mà không thể nào mà dùng cái adapter này được. Nó không hiển thị được đâu. Mà không hiển thị cái này được. Ok chưa? Các bạn để cái danh sách nó không ra đâu. Chưa? Lỗi chưa? Tại sao? Tại vì cái này đang là string. Kể các bạn không để string thì nó cũng không có ra cho các bạn. Chạy nó không có ra. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ vấn đề là bây giờ ta phải viết lại cái adapter này. Ta gọi là custom adapter. Nó chính là cái này này. Và adapter từ kế thừa cái anh base adapter. Cái này được gọi là custom adapter, là do người dùng tự tạo. Thì tôi sẽ tạo một adapter như sau. Các bạn vào đây, các bạn click chuột phải, các bạn new cho cô một cái Java class đặt tên là custom adapter hoặc là my adapter cũng được, là adapter của tôi, my adapter cũng được. Được chưa? Anh này các bạn kế thừa extend cái base adapter. À các bạn sẽ thấy là nó báo lỗi màu đỏ. Các bạn đưa con trỏ vào để đọc lỗi. Nó sẽ nói cái gì nè? Class MyAdapter file declare là object hoặc là implement cái các cái method á. Và hiện tại là có một số cái method ở trong adapter, ví dụ get count rồi mấy cái method mà nó không có nội dung á, bắt phải implement. Bây giờ để các bạn biết được method nào cần phải implement, các bạn nhấn Ctrl E. Ở đây có 4 cái method bắt buộc phải implement, tức là override. Không override là bảo lỗi, cái này là bắt buộc. Enter. Hết lỗi chưa? Đừng có gõ tay. Gõ tay nó dễ lỗi, nhấn Ctrl E cái thì nó sẽ hiển thị tất cả các method cần phải implement, chữ E là viết tắt của implement á. Đồng ý chưa? Rồi chưa? Ok. Hết lỗi nha. Rồi. Bây giờ mấy cái này implement thì ta phải làm sao này các bạn? Đầu tiên, à ta coi là bây giờ my adapter ta viết lại để thay thế array adapter. Ta thấy nhá. Cái này là cái context nó phải có. Thì anh my adapter tôi phải có context, tôi phải truyền vào context. Cái thứ hai phải có cái dữ liệu, my adapter phải truyền vào dữ liệu. Và cái này là cái layout,
Thực ra layout thì không cần truyền bởi vì là layout tôi phải ghi đề cái layout của nó. Cho nên là tôi không dùng cái layout này mà tôi dùng layout của tôi. Thì cái My Adapter tối thiểu các bạn phải truyền cho tôi hai cái đối số. Đối số thứ nhất là contact. Phải có contact này tôi mới dùng được, không có contact là trong này tôi chịu, không thể nào mà override hết cái này được. Phải cái thứ hai nữa phải có dữ liệu để tôi đổ cái adapter là dùng để đổ dữ liệu mà. Đúng không? Dùng để cái kênh trung gian để các bạn nạp dữ liệu mà, thì phải có danh sách. Đúng không ạ? Tôi phải truyền cái dữ liệu vào. Thì để làm việc đó thì tôi phải tạo constructor của tôi. Cái này được gọi là constructor này các bạn. Constructor này gồm 3 đối số nè. Thì tôi phải tạo constructor của tôi ít nhất có 2 đối số. Được chưa? Ít nhất 2 đối số nha. Một số bạn làm là có thêm cả cái layout cũng được, nhưng cô không làm cái layout. Cô làm tối thiểu 2 đối số thôi. Vậy đối số truyền vào đâu? Nếu mà một class, một cách truyền đối số trực tiếp bằng câu lệnh new đó là qua constructor đúng không? Tôi sẽ new một constructor đấy. Public my constructor có đặc điểm gì các bạn? Thứ nhất là tên constructor trùng với tên của class. Cách viết nó tương tự như method phương thức nhưng nó không có dữ liệu trả về. Việc kiểu in là dữ liệu trả về thì constructor không có dữ liệu trả về. Hiểu không ạ? Ok. Cách viết thì tương tự như là method thôi. Cũng có nội dung, các bạn nhìn giống method nhưng không phải method nha. Khác nha, method là có kiểu trả về, nếu không trả về thì nó để là void. Đúng không? Còn anh này đặc điểm là nó không có kiểu trả về. Mà tên của nó phải trùng với tên của class. Ok chưa ạ? Đấy. Rồi, đối số truyền vào ta sẽ truyền contact thôi. Và thứ hai là ta truyền cái danh sách. Các bạn để ý bên này nè. Bên này danh sách các bạn dùng cái gì? Dùng cái person hay dùng cái relic? Nếu dùng cái person thì các bạn phải khai báo cái mạng. Nếu dùng cái relic thì các bạn khai báo cái array. Relic. Hiểu không ạ? À, ok. Rồi. Tôi có thể làm cho bạn 2 cách luôn. Muốn truyền mạng nó là mạng, muốn truyền relic nó là relic luôn, được luôn. Hiểu không ạ? Nhưng mà từ từ. Bình tĩnh. Bây giờ ta làm 1 cái thôi. Được chưa? Bên kia nạp vào cái gì thì bên này tôi phải truyền vào cái đấy. Được chưa? Truyền vào cùng kiểu nha. Biến, cái biến có thể đổi nhưng kiểu không đổi. Biến có thể các bạn để là list. À, nhưng mà cái kiểu nó phải giống nhau, nếu không giống nhau truyền vô nó không chịu. Giờ tôi bên này tôi truyền string, bên kia bạn truyền in là không cho, đúng không? Phải cùng, phải đúng kiểu. Rồi, thì đương nhiên khi tôi nạp vào truyền vào đây thì tôi phải lấy ra để tôi dùng. Thì tôi phải khai báo cái biến để tôi hứng nó chứ, đúng không? Tôi phải khai báo cái biến để tôi hứng nó. Tôi phải khai báo một cái biến contact của cô để tôi đừng nó. Và tôi khai báo một cái array list để tôi đừng nó. Vậy thôi. Đồng ý không? Và tôi sẽ gán ngược lại. Dict.contact, cái contact này nè là cái biến ở ngoài cùng á, cái biến phía ngoài á. Cái biến mà tôi sẽ lấy dùng á. Còn cái chấm bằng contact, cái contact này là cái đối số truyền vào á. Contact đằng sau này nè là đối số truyền vào khi tôi truyền. Tôi truyền xong tôi gán ngược lại cái này. Và tôi dùng là dùng anh này này. Đồng ý không? À, tương tự dict.list danh sách kệ bằng list. Chưa? Rồi, tôi giải thích chỗ này là nhiều bạn sẽ mơ hồ chỗ này. Nhiều bạn không hiểu, ủa tại sao lại có cái đít chấm chấm làm gì, mà tại sao lại cái chấm các bạn làm mà các bạn không không biết nó là cái gì. Nhắc lại nha. Cái này các bạn cứ coi là một cái hàm đi, hàm đặc biệt. Nó đặt tên là constructor. Được chưa? Nó có đối số. Được chưa? Thì giả sử như bên này tôi gọi, tôi truyền vào đối số, đồng ý không? Tôi truyền vào. Thì có phải là anh này anh nhận được đúng không? Anh này nhận được, có phải anh gán ngược lại cho contact đúng không? Gán ngược lại cho list đúng không? Và 2 biến này là 2 biến ngoài cùng rồi nè. Sau này 2 cái biến này nó sẽ được dùng ở trong những cái hàm khác. Tôi lấy ra tôi dùng. Và nếu như tôi viết ở trong hàm này thì coi như 2 cái này tôi có rồi. Hiểu không? Tôi coi như tôi có rồi. Được chưa? Sau này gọi thì tôi sẽ truyền vào. Được chưa? Rồi.
Get cao là trả về cái số phần tử của mạng, của danh sách. Tôi lấy list chấm, chấm gì ạ? Lấy số phần tử thì list chấm gì ạ? Chấm size. List chấm size là trả về số phần tử của một array list. Còn với mạng thì list chấm gì? Chấm len, chính xác. Rồi, trả về mỗi item, item của nó mà trả về theo cái position thì nó sẽ là list chấm get theo position. Ok chưa? Anh này thì khỏi lấy ID, tại vì tôi không biết ID của anh là cái gì chứ. Anh các bạn return null cũng return gì cũng được, được chưa? Rồi, cái khó nhất là cái get view. À, get view này là cái linh hồn của anh adapter. Anh này là linh hồn của adapter. Thì ở trong này, trong cái slide á, nó có nói về cái việc mà tối ưu tốc độ và hiệu năng á. À, nó có luôn, nó nói luôn. Thực ra bản chất tôi viết là tôi đã tối ưu rồi, thì nó là đây, tôi giải thích cái code cho các bạn coi này. Đây. Đây. À, view holder. Đây. Để tối hóa hiệu năng sử dụng một cái pattern, cái mẫu ta gọi là view holder. Sau này các bạn học đến cái phần bài sau nó recycle view á, nó nói đến cái view holder này thì nó tối ưu sẵn các bạn rồi, các bạn không cần viết nữa. Nhưng ở đây các bạn phải viết để nó tối ưu. Thì như này nhé, cái này các bạn, cái view holder này, con vượt view này nè, là anh này nè, nó là một cái view, một cái view, một cái layout. Nó giống như cái rổ các bạn ấy, cái rổ để chứa đồ á. Các bạn nạp dữ liệu vào rổ, đúng không? Tôi bê cái rổ này đi, tôi đổ lên Git view, đúng không? Rồi, thì các bạn nhìn nè, nếu mỗi lần tôi cứ get view nó lại tạo một con vật view, có phải là tôi phải tạo một cái rổ khác không? Tôi tạo một cái rổ khác đúng không? Có phải cái rổ này tôi chuyển dữ liệu đi rồi, xong tôi lại tạo một cái rổ khác, có phải cái rổ này bị dư không? Cái con vật view này nó bị dư không? Tại vì mỗi lần tạo một cái con vật view như vậy nó phải tốn cái dung lượng, nó tốn bộ nhớ chứ, đồng ý không? Vậy cứ mỗi lần tôi lại, mỗi lần tôi cứ get view, mỗi lần tôi get view mà tôi lại tạo một con vật view. Tại vì cứ mỗi lần nó gọi, nó chuyển dữ liệu sang, nó gọi get view một lần, mỗi lần nó lại gọi get view, get view, get view, get view, nó gọi để nó đổ dữ liệu lên. Thì mỗi lần tôi get view như vậy tôi lại tạo một con vật view này, thì có phải nó là bị dư, bị dư. Cái câu lệnh tạo con vật view đâu? Câu lệnh tạo con vật view đây. Đây. Nó dùng cái layout inflator để nạp cái dữ liệu. Xong đấy nó sẽ lấy cái view này, cái argument 1 này chính là con vật view này, thấy chưa? Thì cái view này nó lại tạo, mỗi lần như vậy là nó lại tạo một cái con vật view, mỗi lần nó lại tạo một con vật view. Như vậy là con vật view nó đã bị dư, đồng ý không ạ? Nó bị dư. Thì tối ưu hóa là bằng cách tôi sẽ kiểm tra, nếu con vật view này chưa tồn tại thì tôi tạo, nếu tồn tại rồi tôi không tạo nữa, đồng ý không? Tôi gắn nó một cái nhãn, hiểu không? Và tôi cứ lấy đổ dữ liệu vào con vật view, tôi gọi ngược ra, đổ con vật view tôi gọi ra thôi. Một con vật view dùng cho tất cả cái list view này. Thì đó là cái tối ưu hóa, đúng không ạ? Ở trong cái này. Thì bây giờ tôi sẽ code nè. Đầu tiên là tôi phải có một cái view đã. Bây giờ các bạn nhé, các bạn phải tạo một cái view này đã. Tại vì view này không tự nhiên mà có. Tôi phải tạo một cái view này, tôi tạo là một ô hay là one cell hay là cái gì đó, đúng không? Hay là item, đúng không? View item, đúng không? Tôi tạo một cái layout đơn giản này đã nha. Nói đơn giản nhưng nó lại phức tạp hơn anh kia rồi. Bây giờ tôi, các bạn vào layout. Layout, các bạn click chuột phải. Các bạn new một cái layout resource file. Đặt tên layout lưu ý cho cô nhé. Đặt chữ thường, không có dấu cách, không có chữ viết hoa, không có số. Được chưa? Nó là phải viết chữ thường. Đấy, ví dụ như là one, hoặc là one item đi ha. View item đi, viết hoa là sai, chữ M viết hoa cái nó bỏ lỗi ngay, đồng ý không ạ? Đấy, yêu gõ số 1 có số 1 được hả? Số được. Đó, item ha. Ok,
Cái online tầm này các bạn để như này nhá. Đơn giản như vậy á thì tôi để một cái view là linear theo chiều ngang thôi. Đồng ý không ạ? Đơn giản, ok chưa? Đấy. Tôi sẽ tạo một cái linear layout. Đấy, các bạn nhìn thấy nào, tôi sẽ tắt cái này, tôi để là linear layout. Tôi để là orientation là horizontal theo chiều ngang. Ok. Về chịu khó coi video giúp cô nha. Đấy, tôi dạy rất là chậm rồi đấy. Cái này là width thì match parent hay tôi để là wrap content đi ha. Nhớ nha, chỗ này để wrap content nào. Ở đây tôi để một cái image view. À, cái này là để wrap content. Ở đây các bạn để cho nó một cái đường dẫn hình src ha. À, tôi để cái D1 đi. Nó ra đấy. Cái này. Tôi để đỡ ha các bạn. Còn cái này các bạn để cho nó cái ID, phải có ID nhá. Cứ một cái view các bạn phải đặt tên cho nó, đặt cái ID cho nó là image view hình đi. Ok. Rồi một cái text view. À, để match parent wrap content à, các bạn để đỡ một cái text nha. Các bạn để là đây là tên của ai đó ha, để cho vui được chưa. À, để text size cho nó bự bự, 30 SP bự lắm á. Rồi để cái machine life. À, tôi để cái này, để cái padding của anh này nhá, để cho nó padding của anh này tôi để là 8 dp. Đấy, thấy không? Đỡ đỡ rồi đấy. Cái này là tôi để cái margin left để là 8 dp để nó cách bên trái xíu, nó đỡ sát nhau. Thấy không? Ok chưa? Đấy, làm một cái đơn giản vậy thôi. Được chưa? Đặt tên chưa? Chưa đặt tên. ID. TXT tên. Ok. Rõ chưa? Rồi. Tôi xong được cái view ngang rồi, bây giờ tôi phải nạp cái view này vào ở trong cái mỗi lần con vượt view á là ta nạp dữ liệu vào đây. Xong tôi đẩy lên cái list view. Rồi mỗi lần con vượt view tôi lại nạp dữ liệu vào đây, tôi lại đẩy lên con vượt ở cái list view đúng không ạ? Thì tôi phải viết ở trong cái adapter. Đây nè. Tôi tạo một cái view holder để tôi lưu trữ dữ liệu, lưu trữ anh này là view holder này nè. Ok. Tôi tạo một cái view holder. Class view holder. Có hai trường thôi, một cái image view, một cái là text view. À, text view thế thôi. Đấy, đáng lẽ các bạn để tên để dạo cho tôi đặt có hai cái à. Nhiều thì các bạn phải phân biệt nó ra nhá. Hoặc là image view hình. Cái này text view tên, ok chưa? Đấy, cái hình cái tên tôi sẽ đã để vào đây. Rồi. Tôi xong cái view holder nè, bây giờ ta sẽ viết nha. Viết cái gì nè? Tôi sẽ phải nạp dữ liệu vào nè. Đầu tiên là tôi phải nạp cái layout vào. View holder. Holder. Được chưa? Cái này là tôi gắn bằng luôn. Gắn bằng new view holder. Ok chưa? Rồi, tôi nạp giữ cứ nạp layout ở lên cái Java, tao dùng cái layout inflator. Cái class này. Layout inflator gắn bằng activity. À, context ép kiểu nha. Ép kiểu này lại. Rồi. Chấm get layout inflator. Tại sao phải ép kiểu context thằng activity? Chỉ có activity mới hiển thị layout thôi. Hiểu không?
Service không có, những cái khác không có. Cho nên tôi phải ép kiểu contact này thành activity. Hiểu không ạ? Đấy nhá, con activity thì chỉ là contact nhưng contact chưa chắc phải là activity. Cho nên tôi phải ép kiểu nó về activity. Hiểu không ạ? Ok. Xong đó các bạn mới con vật view này nè. Gán bằng inflator.inflate. Bây giờ mình nạp layout vào nè. Đối số của nó là layout. R.layout chấm view item cái cô vừa tạo ra đây nè, phẩy null. Tức là cái root của nó không có, tôi để null. Ok. Đó, xong. Tức là tôi vừa nạp dữ liệu vào cái con vật view. Bây giờ tôi dùng cái gì thì tôi ánh xạ cái đó. Ví dụ bây giờ nha, tham chiếu cái đó nha, tôi image có cái hình này nè. Tôi mới tham chiếu lên cái view này. Đây mà đây là view rồi nè. Bây giờ tôi muốn đẩy dữ liệu, tôi muốn dùng nó nạp dữ liệu lên holder thì tôi phải đẩy lên đây. Tương tự nhá, các bạn vào activity nè. Có phải là tôi muốn dùng cái list view, có phải là tôi sẽ list view gắn bằng file view body không? Thì anh này tôi muốn nạp dữ liệu vào cái anh này thì tôi vẫn phải dùng cái file view body. Holder chấm image view hình sẽ gắn bằng, tôi phải tham chiếu cái ID sang đây, đúng không? Tại vì anh này anh là cái class để tôi chứa cái view mà, quản lý cái view của tôi mà, nạp dữ liệu hay gì đó thông qua anh vào holder này bằng cái convert view. Bây giờ view của tôi bây giờ là convert view chấm file view by id r chấm id chấm image view hình holder chấm text view tên cũng bằng cái convert view chấm file view by id r chấm id chấm txt tên. Rồi giải thích cái này một chút xíu nào. Giải thích cái này chút xíu nha. Cái này nè là một cái view rồi. Layout của tôi đã nạp vào, đã gắn vào con vật view rồi. Được chưa? Nó tương tự như câu lệnh này nè. Set content view này nè. Set content view này là tôi nạp cái layout này vào cho activity. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Tôi nạp cái layout này vào cho activity bằng cái câu lệnh là set content view. Nhưng cái này không phải là activity mà nó chỉ là một phần trong đó thôi. Tôi nạp vào adapter. Thì các bạn nhìn này, tôi dùng cái layout inflator để tôi nạp, đúng không? Tôi nạp vào một cái view, view này sẽ được gắn vào vào activity, gắn vào cái list view. Thì có phải là tôi có phải nạp câu lệnh hơi khác một chút nhưng về nguyên lý là một. Có phải tôi nạp một cái layout không? Layout vào một cái view không? Vào một cái view. Đồng ý chưa? Và hiện tại là layout là làm việc thông qua cái view này. Đồng ý chưa? Còn ví dụ activity thì bản thân nó là đã chứa cái view, cái layout này rồi. Đồng ý chưa? Các bạn nhớ phân biệt giữa r.layout nha, r.drawable, r.id nha. Khác nhau nha. Nhiều bạn nhầm lẫn. Không hiểu layout này là cái gì. ID cái view của nó là nó thuộc cái layout. Được chưa? Đây, layout là nó chứa các cái view ở trong ấy. Đồng ý không ạ? Rồi. Thì bây giờ view của ta đang dùng chính là con vật view luôn. Nó chính là chứa cái layout của mình. Thì bây giờ tôi muốn tham chiếu từng cái view một. Thì tôi phải lấy cái view đó chấm file tìm cái ID trên cái view đó. Đồng ý không? À. Ok, tôi gán lại cho cái image view, cái class của tôi, cái holder của tôi. Xong đấy. Xong là tôi tham chiếu rồi, bây giờ tôi nạp dữ liệu vào đó. Nạp dữ liệu vào cái convert view á, vào cái holder á. Thì ta sẽ có holder chấm image view hình chấm set image resource. Các bạn đưa cái dữ liệu vào. Và dữ liệu bây giờ là gì? Nạp dữ liệu vào nha. Cái này nè là cái nạp dữ liệu nha các bạn. Nạp dữ liệu thì phải có dữ liệu nha. Phải có dữ liệu. Với dữ liệu ở đâu? Dữ liệu có phải là clip mình gắn ở đâu không? Đồng ý chưa? Thì mỗi cái item như vậy. Bây giờ nhìn này, nhìn.
Đây. Đây. Thì có phải là mỗi cái view này, mỗi con vật view này nó sẽ chứa một cái, nó chỉ chứa một cái item thôi. Đúng không? Nó không lấy cả danh sách nha, mà mỗi lần get view là nó lấy một item nó nạp lên. Vậy làm sao để lấy được một item? Thì có phải nó sẽ dựa vào cái position không? Mỗi lần get view nó dựa vào, nó chạy get view lần đầu nó lấy position 0, get view lần 2 nó lấy position 1. Cứ mỗi lần get view nó lại là một cái position. Có phải là tôi lấy phân tử tôi dựa vào cái position đúng không? Đó. Vậy thì mỗi phân tử của tôi, dữ liệu của mỗi phân tử nó sẽ là này. Position. Item. Tại sao lại là position? Tại vì là tôi đang dùng cái position mà. Đúng không? Sẽ gắn bằng cái list chấm get theo cái position. Tức là tôi lấy mỗi item theo cái vị trí. Trong array list nó dùng cái phương thức là get. Cái này là phương thức của cái gì? Của array list nha. Của array list. Hiểu không? Vậy tôi lấy được từng item nha các bạn. Từng phân tử một. Đúng không? Từng phân tử một. Cái này là tôi đang lấy dữ liệu của một phân tử theo cái position. Đồng ý chưa? Rồi tôi nạp dữ liệu lên cái view thôi. Item chấm gì? Get hình. À. Rồi, holder chấm tag view tên chấm set tag. Chấm gì ạ? Item chấm tên. Đồng ý chưa? Thế chưa xong á. Xong để các bạn return cái con vật view. Ok, là xong. Câu lành vậy là đấy, cái view nó đơn giản vậy thôi đó các bạn. Đồng ý chưa? Ok chưa? Hiểu hiểu không? Hiểu không? Ai không hiểu? Nếu không hiểu về coi lại. Được chưa? Ok không mấy đứa? Rồi, tiếp nha, chạy thử nào. Xong rồi đó. Nhưng chưa tối ưu nha. Xong rồi nhưng chưa tối ưu. Nhưng mà bây giờ ta chạy thử nha. Bây giờ ta dùng cái my adapter này. Nhìn này, nhìn này. Keep silently. Bây giờ ta không dùng được adapter này nữa. Comment ông này là ai? Comment ông này là ai? Bây giờ không dùng được adapter này nữa. Ok. Bây giờ ta tạo một cái adapter khác là my adapter. Được chưa? Nhìn nào. Adapter bằng new my adapter. Nó có mấy đối số các bạn? Hai. Đối số thứ nhất là context, tôi copy ông này luôn. Đối số thứ hai là cái gì? Dùng cái list hay là array list? À, array list. Danh sách. Ok chưa? Ok chưa? Rồi thử chạy nhá. Xong rồi đấy. Chạy thử nhá. Xem nó có ra cái của mình muốn không nhá. Nó có hai dòng dữ liệu thôi nhá các bạn. Đó, cái này là tôi chỉ có Kim Song Sun gì với Hương Giang gì đó thôi. Đúng không? Ồ. Đúng chưa? Hợp lý không? Ra liền. Code mà không có lỗi, chỉ có code demo thôi. Thực ra demo này cả trăm lần tôi nhắm mắt tôi cũng code được luôn. Còn đương nhiên là code phải có lỗi nha. Đừng nói cô này, cô ấy sao code cô không có lỗi mà em làm có lỗi miết. Là tôi làm thì demo đương nhiên chỉ không lỗi rồi. Các bạn làm lỗi là bình thường. Được chưa? Vấn đề vấn đề là lúc lỗi là phải biết fix lỗi. Lâu lâu á tôi hay cài cắm mấy cái lỗi cố tình nha. Lỗi thật sự là có. Việc mà tôi code mà lỗi là chuyện cực bình thường. Nhưng mà lâu lâu tôi cũng cố tình tôi cài vài cái lỗi. Hỏi các bạn tại sao nó lỗi? Hiểu không? Đấy, tại sao lỗi và xử lý như thế nào? Ví dụ như vậy. Những cái này thôi, demo thôi. Nào.
Vui không? Đấy, tiếp nha. Vậy thì nó chưa tối ưu. Là khi nãy tôi vừa nói các bạn, nó tại sao chưa tối ưu? Tại vì mỗi lần get view, nó lại tạo ra một convert view. Và cái convert view này nó nạp cái layout, thấy không? Nó bị dư thừa. Nó bị... Tức là cái performance nó không có ok, nó chạy không có nhanh. Và nó bị nặng nữa. Đúng không ạ? Bây giờ ta sẽ có xử lý này nè. Vậy cái convert view này chẳng qua là cái rổ để đựng dữ liệu thôi, nạp lên thôi. Thì mỗi lần như vậy ta sẽ tạo một cái là nó dư. Vậy ta tạo một cái duy nhất thôi, ta gắn cái thẻ cho nó. Đúng không ạ? Các bạn nhìn nè, tôi kiểm tra. Nếu convert view này trống tôi mới tạo. Convert view này không trống để có rồi. Trật tự các bạn ơi, convert view này có rồi tôi không tạo nữa, mà tôi gắn nó một cái thẻ. Xong rồi tôi sẽ gọi ngược lại cái tag của nó. Cái này hay lắm. Bây giờ ta kiểm tra nè, if convert view này mà bằng null thì tôi mới tạo. Tôi tạo ok. Ngược lại thì tôi không tạo nữa. Đấy nha. Nếu convert view này null thì tôi tạo nó. Tạo xong tôi gắn vào một cái thẻ. Tức là convert view.set tag. Đưa cái holder vào. Đó. Ngược lại, khi convert view này có rồi thì tôi chỉ gọi ngược lại thôi, holder gắn bằng. Tôi ép kiểu view holder nha. Đấy, convert view chấm get tag là xong. Nghĩa là anh này bằng null thì tôi mới tạo. Tạo xong tôi gắn nó một cái tag, còn khi nó khác null thì tôi gọi nó thông qua cái tag của nó đã gắn thôi. Tôi ép kiểu với convert view vào view holder là xong. Được chưa? Vậy là anh này anh chỉ tạo được một lần duy nhất thôi. Cái nạp cái layout này nạp một lần duy nhất thôi. Hiểu không ạ? Còn lần sau tôi chỉ đổ dữ liệu thôi, một lần get view tôi chỉ đổ dữ liệu vào thôi. Hiểu không ạ? Tôi không có nạp layout nữa. Hiểu không ạ? Không gắn layout nữa. Ok chưa? Chỉ cần sửa một chút xíu vậy thôi là nó sẽ tối ưu hóa, được không ạ? Các bạn chạy bình thường. Đấy, run lại bình thường thôi, không có gì. Ok, đấy là cái custom adapter. Ok chưa? Là ta vừa làm xong. Dữ liệu chúng ta sẽ là dữ liệu đổ bằng Aralis, còn anh này thì tùy nhá. Anh này các bạn làm chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu thôi là ra. Còn về bản chất là giống nhau. Anh chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu trong code thôi. Một số cái hàm Aralis thì nó sẽ có một số hàm nó khác. Còn nếu mảng người ta dùng khác một chút xíu. Được chưa? Ok. Rồi. Bây giờ đó là ta xong được cái bài cuối, bài 4. Okay chưa? Rồi có một bài nữa tôi demo nốt. Còn từng này thời gian tôi sẽ demo nốt bài này. Mấy cái bài tới này các bạn về tự làm. Tại vì bản chất nó giống nhau các bạn nhé. Bài này về tự làm. Tôi sẽ demo và giải thích bài này bởi vì bài này tương đối khó hiểu với các bạn. Ha, các bạn nếu mà không hiểu thì về nhà các bạn cứ nghe đi nghe lại, tại vì tôi sẽ giải thích từng câu lệnh nhé. Ok chưa? Tại sao lại khuyên các bạn nên nghe? Bởi vì như này nè, nó có một cái khái niệm mới. Đó, cái này là khái niệm Hashmap. Hashmap là một collection nó tương tự như ArrayList, nhưng các bạn chưa bao giờ nghe. Java 2, đấy, sơ, có thể là học, hoặc là các bạn đã từng nghe vector trong Java 2 á. Tại vì tại sao phải nghe vector? Đơn giản là tại vì cái table ở trong cái Java nó chỉ nhận một là mảng, hai là vector thôi. ArrayList nó không nhận, cho nên là bắt buộc phải nhắc đến khái niệm vector. Nhưng các bạn lại không được nhắc kỹ tại sao lại có nó. Ha, thì nó là một gọi là collection ở trong Java.
Java tạo ra một cái API riêng dành riêng cho collection. Vậy cái collection là gì? Thì collection nghe cái tên đó là tập hợp, đúng không ạ? Tức là nó nhiều phần tử. Và về bản chất của collection là nhiều phần tử, và mỗi phần tử trong đấy cái gì cũng được. Còn mảng là gì ạ? Mảng thì cũng nhiều phần tử, nhưng các phần tử trong mảng là nó giống nhau, cùng loại, đúng không? Nó phải giống kiểu, khác kiểu không chịu. À, collection thì nó khác kiểu cũng chịu, nhưng mà nó sẽ khó khăn cái bàn làm việc thôi. Nhưng mà đó là ý nghĩa của collection. Thì collection là nó lưu trữ nhiều phần tử. Và tại sao lại có nhiều collection như vậy? Tại sao lại có array vector, tại sao lại có array list, tại sao lại có hmap, tại sao phải có linked list? Nói chung là có nhiều cái loại collection như vậy thì có lý do. Nó khác nhau cái gì? Một là nó khác nhau về cái tổ chức, về bộ nhớ như các bạn. Lưu trữ. Khác nhau về cách lưu trữ. Mảng có cách lưu trữ của mảng, collection có cách lưu trữ của collection. Và linked link thì nó khác. Cái lưu trữ khác như thế nào? Ví dụ như vậy. Đó là cái thứ nhất. Nó khác nhau về cái gì ạ? Về cái lưu trữ trên bộ nhớ. Tại vì mỗi phần tử nó phải có một chỗ lưu trữ mà. Cái thứ hai, trong mỗi cái API của mỗi class á, trong một cái method của nó có rất nhiều cái method làm việc, ví dụ get nè, đúng không, set nè, add nè, hay là sort nè, sắp xếp nè, đúng không, tìm kiếm, rồi rất là nhiều cái method gắn với cái đối tượng đó, đúng không? Thì nó khác nhau về giải thuật. Ví dụ như tìm kiếm, mỗi anh sẽ có một cách tìm kiếm khác nhau, nó không giống nhau đâu các bạn, hiểu không ạ? Đây, hay là lấy các phần tử vào, ra nạp từ phần tử vào, nó cũng khác nhau. Được chưa? Thì các bạn phải cần tìm hiểu là ô, cái collection nào tối ưu, cái collection nào xử lý nó nhanh. Hiểu không ạ? Tối ưu hóa bộ nhớ, liên quan tốc độ nữa, xử lý nữa, nó khác nhau về cái đó các bạn nhá. Nhiều. Đấy, tại sao lại trường mình chỉ dạy, hoặc là mình hay dạy Early Lead mà không dạy sâu vào những cái khác? Thực ra là đơn giản thế này, ArrayList dễ dùng, các bạn dạy dễ hiểu. Không phải ArrayList là tối ưu nhất nha, không phải, hiểu không ạ? Được chưa? Đó. Ví dụ như này nhá, tôi nói các bạn ví dụ set chẳng hạn, set nó khác một chút là các phần tử của nó không được trùng nhau, ví dụ như thế. Lưu trữ nó đã khác rồi, rất nhiều cái các bạn cần phải tìm hiểu thêm nữa, đúng không? Đó. Nó có cái set, chữ S viết họa, set, map, hash map, đúng không? Tree map có cây luôn đúng không? Nó nhiều lắm, collection rất nhiều, tìm hiểu. Nó có cả một cái cây class nha. Ta gọi là một cái API dành riêng collection. Ok chưa ạ? Rồi. Vậy bây giờ cô sẽ demo chút, trong này nó có cái hash map. Cô sẽ giải thích một chút nha. À, bây giờ ta sẽ coi cái code bài này. Về bản chất bài này thì như này nè. À, vẫn phải tạo một cái view, nhưng mà nó không cần tạo adapter mà dùng cái simple adapter. Ok chưa? Rồi, à, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài. Cô sẽ tạo một cái bài khác, không lấy cái bài này nữa, bởi vì viết nhiều trong một bài các bạn sẽ bị rối. Đây, cô sẽ tạo ra một cái activity ha. Simple adapter activity hoặc là demo đi. Đấy, mình có chữ demo cho đỡ trùng lắp. Finish. Tôi biết mà, tôi demo trên này mấy ông hay ngáp lắm. Cho các bạn làm, các bạn đỡ buồn ngủ. Nhưng mà tôi mà ngồi mà cốt là các bạn hay ngủ gật, đúng không? Nhưng mà lớp này vậy là tỉnh ngủ đấy. Là chịu khó nghe đấy. Ok, good. Hả? Vậy luôn hả? Ông nói thật sự thật vậy luôn hả? Ông nói dối cho tôi vui cái coi. Giả dối tí coi. Trời ơi. Rồi,
ở đây ta vẫn tạo một cái review, đồng ý không? À, ok. Đấy, tôi ở đây các bạn có thể là gì ạ? Copy được không? Còn copy làm gì nhỉ? Đấy. Ơi, cái này là một cái linear layout. Cái này có để cái orientation vertical. Ở đây các bạn để cho một cái list view. Match parent đóng cái này để một cái ID list view simple đi ha. Để khác cái list view kia. Đấy, tạo cái này cùng list view giờ cũng list view. Các bạn rất hay gặp một cái lỗi là đang dùng cái layout này thì gọi cái ID của layout kia, nó không bỏ lỗi, chạy nó mới bỏ lỗi. Khi gõ nó không bỏ lỗi. Đang ở layout này thì gọi list view của layout kia là lỗi nha, nó bỏ lỗi nó không qua ngay. Ok. Rồi, cái này xong rồi đó. Bây giờ tao sẽ làm tiếp cái anh gì? À, tao đổi cái này trước đi nha. Nhân tiện cái này đang ở đây nè. Đổi sang cái simple đi nha, tí demo luôn nè. Rồi, bây giờ tao viết code cho simple. Được chưa? Bây giờ ta tạo cái dữ liệu nhá. Các bạn nhìn dữ liệu nào, dữ liệu đây người ta tạo là mạng. Đây, ta coi code nha. Đây. À, dữ liệu ta là mạng. À, đây nè. Một danh sách mà mỗi phần tử của nó lại là đúng rồi, lại là một cái hmap. Mỗi phần tử của danh sách này lại là một cái hmap. Các bạn nhìn lại nhá, cái mỗi phần tử bên này của cô nè. Mỗi phần tử bên này của cô nè. Mỗi phần tử của ArrayList nè thì nó là một cái object đúng không? Một cái object nè. Được chưa? Object nó gồm hai phần tử. Anh này lại là mỗi phần tử của anh lại là một cái hmap. Mà hmap này mấy phần tử tùy mình. Ở đây người ta hmap này gồm 3 giá trị, 1, 2, 3. Được chưa? Vậy trong cái hmap này nó chứa 3 giá trị. Tôi vẽ ra luôn cho các bạn coi nha. Đây, tôi sẽ tổ chức các bạn coi cái dữ liệu nha. Đây là một cái hmap. Trong cái hmap này gồm 3 phần tử, 1, 2, 3. Đấy. Bản thân cái hmap là collection. Nhưng collection này nó có 3 phần tử thôi, 3 giá trị thôi. Thì trong hmap này nó lưu trữ là mỗi mỗi phần tử của hmap nó lại gồm một cái key và một cái value. Và sau này ta lấy cái dữ liệu thông qua cái key. Được chưa? Mỗi phần tử của nó lại là gồm một cái key và value. Đấy là một phần tử này. Phần tử này là key. Nó gồm cái key và value. Cái key và một cái là cái value. Được không? Đó, mỗi phần tử của hmap thì nó lại là nó lưu trữ theo kiểu là nó lưu trữ theo key. Key không trùng nha các bạn. Key và value. Được chưa? Ta lấy value ta thông qua cái key đã đắc từ khóa, đã key là không trùng. Được chưa? Ok. Đấy, phần tử thứ hai của nó cũng là key và value, phần tử thứ ba cũng key và value kiểu như vậy. Được chưa? Vậy một cái hmap này nó gồm 3 phần tử. Mỗi phần tử của cái hmap là key và value chưa? Ok. Rồi. Tôi lại có một cái array list, cái danh sách. Ok chưa? Cái danh sách này là mỗi phần tử của danh sách này. Nếu tôi có 3 phần tử đi. Mỗi phần tử của nó lại là một cái hmap. Mỗi phần tử của nó lại là một cái hmap. Hiểu chưa? Tôi vẽ đây thực ra nó là 3 cái hmap khác nhau. Đồng chí chưa? Đấy. Tức là tôi có một cái collection là relic, tôi chứa trong đấy là một collection khác. Hiểu không ạ? Chứa gì tôi chứa chứ, đúng không? Thế collection mà nó muốn chứa gì chứa.
Thì phải là trong một cái aerolit, mỗi phần tử của nó sẽ là một cái Hmap. Được chưa? Trong cái Hmap này gồm 3 cái phần tử. Hmap này là một cái collection, nó lại 3 phần tử. Ok chưa? Hiểu hiểu không? Đấy, đó là cách lưu trữ của nó. Được chưa? Hiểu cách lưu trữ chưa? Đấy, vậy thôi. Và cái này là cái danh sách nè, tôi sẽ đổ vào aerolit nè. List view nè. Được chưa? Đấy là aerolit, danh sách tôi đổ vào cái list view xong. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ đổ như nào? Được chưa? Tôi phải đổ như nào? Bây giờ các bạn nhìn nhá. Anh này là không copy được nhỉ? Có thôi. Làm biếu. Đấy là đến giờ làm biếu. Rồi ok, đây tôi sẽ tạo nè. Tạo ngoài cũng được, tạo trong cũng được. Bây giờ tôi sẽ có là list. À, các bạn để list cũng được, array list cũng được nha. Đấy, không nhất thiết phải là list nha. Trong cái list này tôi chứa một cái hash map. Trong cái hash map này thì đầu tiên của tôi á là nó là chuỗi này là cái key để string. Trong sau là cái object, là bởi vì sao, tại sao lại để object? Đây này. Khi thì nó là chuỗi, khi thì nó là kiểu in, khi nó là chuỗi nè. R.roybo. Cái này có nghĩa là hình ID của nó là in. Bởi vậy nó không biết là khi nào bạn lưu trữ là chuỗi, khi nào lưu trữ là in. Cho nên nó để kiểu chung chung là object. Hiểu không? Object là cái gì? Object là cái gì cũng được. Muốn ép ra cái gì là ép. Muốn là kiểu in thì ra in. Muốn là string là string, kiểu float là float. Hiểu không ạ? Thì tôi để cái chung chung là object. Cái này đã ở đâu đó ở trong môn Java 2 có rồi. Tức là các bạn ép kiểu thành mảng ở trong cái đổ trong table á. Có thể các bạn quên thôi, không nhắc. Ok chưa? Đấy. Lâu lâu phải nhắc lại quá khứ tí chứ. Đều bắt đầu các bạn có thể hồi tưởng lại. Mà quên rồi thì thôi. Đấy. Cái chuyện học xong quên là bình thường nha. Không có vấn đề gì. Cái gì các bạn mà nhớ, chứng tỏ các bạn phải làm đi làm lại nhiều lần. Và làm một lần là quên. Ok. Rồi. À, cái new thôi. New. À, danh sách bằng new một cái array list. À, đương nhiên trong này các bạn để cái hmap rồi. Các bạn có thể copy cái này sang hoặc không cũng không sao nha. Đây nè, Ctrl C các bạn copy vào đây cũng được. Hoặc các bạn không để thì nó cũng hiểu. Cho nên chỗ này các bạn không cần. Bỏ cái này đi. Được chưa? Hmap. Tạo rồi chưa? Bây giờ các bạn nạp dữ liệu cho nó thôi. Nạp dữ liệu cho nó. Tôi tạo một cái hmap đầu tiên. Hmap 1, Hmap 2, Hmap 3. Đấy, tôi cứ tạo như vậy. Tôi nạp dữ liệu vào. Đây. Hmap string object Hmap 1. Tôi sẽ tạo Hmap 1 nha. Bằng new Hmap. Ok. Rồi, put 3 phân tử vào đây. Được chưa? Là tôi được một cái Hmap. Yeah, hmap 1 chấm put 3 phân tử vào. Khi là ví dụ như cái này tôi đặt giống cái này nó là tên. Thế là cái gì đó, hoài bão. Được 1 phân tử. Put một cái hmap 1. Put phân tử thứ hai là hình r.roybo. Cái đó, tôi lấy đại đấy ha. Đó. Rồi hmap 1 chấm put. Rồi cái này là tuổi hả? Tuổi. Tôi muốn để chuỗi cũng được, mà tôi muốn để số cũng được, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Đúng không ạ? Tại vì nó lưu trữ là object mà. Ok. Rồi. Tôi mới put cái hmap 1 này vào array list. Đồng ý không? Nó vào array list tôi dùng cái phương thức end. Đúng không? Array list là danh sách chấm add hmap 1. À, là tôi được một phần tử. Đồng ý chưa? Rồi muốn phần tử thứ hai thì copy thôi các bạn nhá. Tôi đổi là hmap 2. Cái này là 2. Add cái này là cũng hmap 2, đồng ý không? Anh này tôi để là gì ạ? Tên tôi để là gì ạ?
ví dụ như là công vinh, xe máy, xe quý, 20 được chưa? Rồi hai cái thôi được chưa? Ok chưa? Rồi là tôi đã chuẩn bị xong cái dữ liệu, đồng ý không? Tôi có hai phần đúng không? Dữ liệu, cái view và cái adapter. Thì tôi đã chuẩn bị xong cái dữ liệu cho anh này. Cái list view có chưa? List view chưa có, add list view vào. Và bây giờ tí nữa mới adapter đúng không? List view. List view. File view by đi nha. List view bằng file view by đi. r.id.listview.simple. Đó, ok chưa? Xong cái view, xong cái dữ liệu, bây giờ mình đến adapter này. Đấy, ok chưa? Rất là clear, cái này mới chuẩn bị dữ liệu thôi đó. Đúng không? Dữ liệu của tôi gồm một cái array list, trong array list này chứa hai cái hmap, được chưa? Rất là rõ ràng. Rồi, bây giờ ta đến cái phần adapter, cái phần này mà quan trọng là đến cái này mới là dữ liệu thôi. Rồi. À, bây giờ tôi sẽ phải tạo ra một cái view item này đã. Được chưa? Cái view item này đã, tôi sẽ tạo item. Simple item. New một cái layout, tôi để là simple item đi ha. Trong simple item này tôi tạo một cái relative layout cho vui nhá. Ừ. Lâu lâu ta biến đổi cho nó thiên biến văn hóa nha. Các bạn nhìn nào, relative layout. Anh này các bạn để cho cô là hay là đừng để match parent mà để wrap con. Content tôi để là padding là 10 dp hay là 8 dp. Đồng ý chưa? Rồi, bây giờ ta thêm này. Tôi thêm cái hình đúng không? Bây giờ xem neo cho vui nha. Image view. Wrap content, đóng anh này lại, đặt ID cho nó. Cái này học thuộc nha các bạn. Image view. Simple. Ok, cái này chưa có. Rồi, các bạn để circle D1 luôn, được chưa? Rồi, tôi neo bên trái, tôi neo bên trên. Đồng ý không? Cái relative layout là phải neo. Đúng không? Neo bên trên là align parent top để chu. Neo bên trái là align parent left để chu. Đồng ý chưa? Ok. Rồi, được một đồng chí. Xong, đến anh thứ hai là text view, đồng ý không ạ? Tên. Image à, text view. À, wrap content luôn. Xẹt cái đóng. Rồi bắt đầu ID là không thể quên là ID. TXT tên simple để phân biệt cái tên kia được không trùng nha. Rồi nè, neo nè. Các bạn thấy là nó nằm ở nó nằm neo ở góc này nè, thấy ghê không? Đúng không? Tag nè. Tag là tên của ai đó, được chưa? Nó nằm ở trên. Tag size 30 SP. Đấy, cho nó bừ, cho nó vui. Vẫn nằm ở góc trên. Bây giờ tôi neo top nè. Align parent top to. Nó vẫn góc trên. Tôi muốn nằm bên phải ông kia là to right of. To right of kia ông là ID là image view simple. Thấy chưa? Ok không? Cực kỳ dễ. Còn anh này là tôi để margin left là để 8 dp, nói tiếng Anh là 8 luôn, được không? Ok chưa? Đó, đẹp đẽ, viết nó hơi dài dòng tí nhưng mà nó vẫn đẹp, đồng ý không? Rồi đến cái tuổi á, copy luôn. Đấy, viết nhiều quá mệt. Cái này đừng có để cái này mà các bạn để cái này là tuổi, được chưa? Rồi ok, cái này các bạn cũng để tuổi luôn. Các bạn để 18 thôi đi nha. Rồi, các bạn thấy là nó neo trên đúng không? Đừng neo trên, bỏ cái anh này đi. Đồng ý chưa? Cái này các bạn nằm bên trái của ông Neo và nằm dưới của ông TechView kia là
Below. Ông gì? Texted turn simple. Marine top cái nữa. Top cái nữa là 8 dp. Rồi, các bạn xem đẹp đẽ chưa? Ok không? Đó. Xong rồi. Rồi bây giờ nào. Chứ gì mà. Còn 10 phút nữa mà. Chúng ta học đến 12 giờ mà. Lớp này học chăm chỉ lắm. Lớp này học siêng mà. Giờ này mà chưa ngáp ngủ là vui rồi. Ông tên là Phong. Phong mà Phong kỳ, kỳ kỳ. Kỳ Phong là gió lớn. À, Kỳ Phong là cờ gió. Rồi, tiếp. Rồi bây giờ nè, nó hay lắm các bạn. Nó tạo ra một cái ở đây có cái gì đấy ạ? Nhìn nha. Đầu tiên là nó có mấy cái ạ, tên tuổi hình. Nhìn nào. Tên tuổi hình. Chất tư. Sao ôn ôn vậy? Nhìn nào. Tên nào. Tên. Hạ, nghe nè. Trời ơi, ôn quá ông ơi. Nhìn nha, có hai cái mảng. Cái mảng dưới là chứa cái ID của cái view nè, thấy không? Ta có ba cái view, ba cái này có ba ID đúng không? Thì cái mảng này nó chứa ID của cái view. Khoan, từ từ. Cái mảng thứ hai là chứa cái dữ liệu, tức là cái trường nào nạp vào cái view nào. Ví dụ cái này là để tên tuổi hình, nhưng mà để tôi để hình tên tuổi thì cái hình phải quăng lên đầu đúng không? Nó phải đổi vị trí cái này đi. Nó phải map tương ứng đúng không? Bây giờ cái này để này, nhưng mà tôi để muốn để hình sao đến tên đến tuổi được không? Được. Bây giờ tôi để cái string nha. Cái đầu tiên là cái gì ạ? Cái dòng đầu tiên là có phải là cái key không? Cái ba cái key của cái hmap không? Ok. Nó phải đặt giống nha, ba key nè. Cái này là string. À, from, từ đâu nạp vào đâu? From là từ cái dữ liệu nào nạp vào cái view nào. Cái này quan trọng, như cái này nhiều cái bạn không có hiểu nha. Tên. À, tôi để hình trước. Xong mới đến tên. Xong mới đến tuổi. Đồng ý chưa? Rồi, một cái hai, cái mảng thứ hai là integer. Cái này là có phải là true, cái này có phải là cái ID không? Ar.id. Hình là image view simple, đồng ý chưa? Tổ tên là ar.id.txt, tên của simple, đồng ý không? Cái thứ ba của cô là ar.id.txt tuổi không? Là xong. Tôi tạo hai cái mảng. Mảng thứ nhất là lưu cái key của nó. Mảng thứ hai là lưu cái ID của cái view để nó nạp vào đúng cái vị trí đó đó. Là hay chưa? Cái này không phải tạo adapter nha. Cái này có một cái ưu điểm là không phải tạo adapter. Bây giờ tạo simple adapter. Nó hay lắm. Simple adapter. Adapter gắn bằng new. Simple adapter. Rồi, bây giờ ta coi đổi số nào. Đương nhiên phải có context. Khoan nha. Nó ngược tí nha nè. Context là xong đến cái dữ liệu nè. Sau đến cái layout. Layout cái này cô vừa tạo đó. From và đến to hết. Của ta context là gì? Simple adapter demo chấm gì á? Date. Hai là cái danh sách của ta. Có phải là cái danh sách này không? Phải. Ba là cái layout. R.layout. Cái simple item, đồng ý không? Và cái from phải chú là xong. Là ta nạp cái này vào list view thôi các bạn ơi. .set adapter quá dễ.
Thấy không? Không phải viết adapter. Đồng ý không? Chỉ chuẩn bị dữ liệu chút xíu thôi. Chạy thử nhá. Có đúng là ra công vinh ra hoài bão không nhá? Đấy, nó có cái tuổi đây nữa nè. Nhanh lên, nhanh lên. 43 phút rồi để các bạn còn về. Ồ. Hay chưa? Hay không? Hay không? Hay. Đấy, ông kia kìa. Ông kia ông từ nãy thì ông nói mấy câu tiêu cực cũng được. Lâu lâu. Lâu lâu phải giả vờ, giả dối tí. Hỏi em có đẹp không? Mặc dù không đẹp lắm, vẫn cứ khen đi cho em nó vui cả ngày. Được chưa? Dễ không? Hiểu không? Bạn nào không hiểu về coi lại cái video nha. Còn mấy cái bài kia về nhà làm, đảm bảo cho tôi buổi sau cho tôi mấy cái view đấy nha, mấy cái bài tập làm xong cho tôi nha. Ok. Đấy. Các bạn phải chịu khó làm bài thì tôi có một động lực để tôi làm cái video. Đúng không? Chứ phải không bạn Mẫn An? Ừ. Về nhà làm nha con. Lớp mình em nữ rồi đó.